thông soàn với các bà mẹ bỉm sữa, ngoài việc nội trợ, chăm con nhỏ thì tham gia các hội, nhóm trên Facebook chính là cách để xả stress hữu hiệu và dễ chơi nhất, giúp tránh khỏi cảm stress tù túng, nhàm chán khi suốt ngày chỉ linh quanh từ nhà xuống bếp. Không thể phủ nhận, tham gia các hội, nhóm chia sẻ kinh hoàng nghiệm chăm con, nấu nướng hay mua bán online, mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, nếu các bà hiền thê ngày càng mê mệt Facebook đến mức tỉnh mãn việc nhà thì lại là chuyện khác. Mới đây, một bà mẹ bỉm sữa có nickname cờ, đến từ thị trấn Hồ Chí Minh đã lên mạng chia sẻ câu chuyện trớ trêu của mình. Cụ thể, bà mẹ hai con đã bị chồng thì thầm nghiêm túc, chấn chỉnh thẳng thắn sau khi sơ suất quên chuẩn bị đồ để đưa con vào nằm viện, cũng chỉ vì mãi đi bình luận dạo. Bà mẹ hai con bị chồng chấn chỉnh thẳng thắn vì mãi đi bình luận dạo. Vợ trẻ ngậm ngùi thể, chồng biết mình là fan cứng của nhiều nhóm Facebook, ăn rồi đi quấn hớt trên các trang bàn chuyện showbiz, hội nhóm mà chị em hay tham gia. Thế nên tối qua khi con ốm nhập viện, mình về soạn đồ mà thiếu ngược thiếu xuôi, sao cuối bị chồng nhắc nhở nhẹ thế này đây? Chỉ cờ không quên chụp màn hình đoạn tin nhắn chồng gửi, theo đó chồng chỉ nói rõ rệt cảm rét tức giận và không chấp nhận khi hiền thê ngày càng nghiện Facebook. Anh thấy em nên nghiêm túc bớt thời gian lên Facebook khẩu nghiệp để thời gian cho gia đình và con cái. Con nằm viện không soạn nổi cho con cái căng mặt, quên gửi thẻ bảo hiểm lên. Những điều căn bản đó em làm rất tệ, để ý lại bản thân nhé. Mặc dù chỉ thì thầm hết sức nhẹ nhàng, nhưng có thể nhận ra chồng chị cờ đang khá bực mình và phải cố nén để không nổi giận. Dù chồng nói nhẹ nhưng lại quá thấu tình đạt lý, lại chuẩn không cần chỉnh khiến hiền thê trẻ chỉ biết ngoan ngoãn dâng lời và xin lỗi chồng. Bà mẹ bỉm sữa cho hay, vì hiện tại đang trong thời gian ở cử, ở nhà chăm một bé xíu lớn và một bé xíu vừa sinh, nên cứ hễ có thời gian rảnh, chị lại tranh thủ lướt Facebook buôn chuyện, bình luận dạo cho đỡ chán. Dần dần, bà mẹ trẻ ngày càng mải mê bóng chuyện trên Facebook, thậm chí niềm nở và tham gia bình luận, góp ý về chuyện nhà người ta nhiều hơn cả việc nhà mình. Tuy nhiên, khi con ốm phải nhập viện, chị cũng rất sốt sắng và chuẩn bị hoàn toàn đồ cho con, duy chỉ thiếu một vài món lặt vặt và đã mau lẹ được chồng chấn chỉnh kịp thời. Chỉ cờ quyết định rút lui khỏi các hội nhóm theo gợi ý của chồng. Có lẽ từ nay mình phải rút lui khỏi hội, ngưng đi khuất thui, khẩu nghiệp và can dự vào chuyện thiện hạ để lui về chăm nom gia đình thôi. Nhân đây, mình cũng rút kinh hoàng nghiệm từ bản thân, khuyên chị em đừng kết game thủ Facebook với hiền thê chồng để lỡ có đi bình luận dạo cũng không bị nhìn thấy chị cờ chia sẻ. Bên dưới câu chuyện, hội chị em tỏ ra đồng cảm, chia sẻ với cờ. Nhiều người thừa nhận không thể không lên mạng lướt Facebook mua bán hay bóng chuyện mỗi ngày. Thế nhưng, cũng cần phải biết bằng dẫn thời gian, khác biệt tránh nghiện Facebook mà bỏ bê gia đình, chồng con. Đừng để cuộc sống ảo cướp đi hạnh phúc thật. Chị Nguyễn Minh Hương khuyên, mình có cô gamer thủ cũng tham gia các hội nhóm, một lần cô ý than thở về mẹ chồng và chồng trên một nhóm kín đáo nào đó, được các chị em hùa vào, bao nhiêu thói hư tật xấu, bao nhiêu chuyện trong nhà của chồng và mẹ chồng đều được cô gamer thủ phơi bày hết. Đúng hôm ông chồng quẳng máy tính, mượn máy tính bản hiền thê dùng thì vô tình đọc được những lời lẽ cay nghiệt và đầy uất ức của cô hiền thê xinh đẹp. Chưa kể, cô gamer thủ thân còn hay kể lể với mình qua trang. Ông chồng càng đọc càng tái mặt và ngay sau đó đùng đùng đòi ly hôn với con hiền thê mất dạy. Từ bận ấy, mình cũng ít vào phây hẳn, giãn cắt rau đi dành dụng thời gian chăm chút nhà cửa, con cái nhiều hơn. Một số người cũng đồng ý rằng một bộ phận giới trẻ ngày nay coi trọng cuộc sống và bạn bè ảo hơn là những gì diễn ra xung quanh họ. Nếu quá đắm chìm vào đó, mối quan hệ rạn nứt chỉ là một trong số cái rét mướt phải trả. Đừng để cuộc sống ảo cướp đi hạnh phúc thật, đó là thông điệp ý nghĩa mà những người đang coi mạng xã hội quan trọng hơn tất cả cần ghi nhớ.